Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại đại lý Hyundai Đồng Tháp chi nhánh Sa Đéc. Thì hôm nay bên cạnh Tâm đây là Hyundai Grand i10 hatchback phiên bản số tự động, thưa quý anh chị, màu trắng. Thì hiện tại bên Tâm là đang có sẵn là màu trắng và màu đỏ, thưa quý anh chị. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video này để báo giá chi tiết chương trình lăn bánh tiền mặt cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị được nắm rõ để cho mình dự tính kinh phí và đưa ra cái lựa chọn quyết định mua cái xe cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là cái nhu cầu tài chính của mình, hết quý anh chị. Thì đầu tiên nếu mà quý anh chị mua mà qua hỗ trợ ngân hàng thì quý anh chị cần chuẩn bị giúp Tâm. Thứ nhất là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu của vợ và chồng. Còn nếu mà trường hợp quý anh chị độc thân thì chỉ cần căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của quý anh chị thôi. Rồi tiếp theo đó là sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Rồi hồ sơ ngân hàng thì tương đối bao nhiêu đó là nó đủ rồi đó anh chị. Rồi còn nếu mà quý chị mua qua ngân hàng thì nếu mà quý chị có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh thì quý chị cần chuẩn bị trước giúp Tâm 120 triệu là quý chị có thể nhận xe. Thủ tục ngân hàng thì cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, không cần thẩm định, việc thuộc cho vay trong vòng 5 phút, theo quý chị. Rồi xe này hiện tại là giá niêm yết của xe là 435 triệu, theo quý chị. Nếu mà quý chị nào mà muốn qua mua qua tiền mặt á, mà có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 480 triệu là quý chị có thể nhận xe ha. Một con xe trong phân khúc A đầy đủ tính năng, rất nhiều tính năng trong phân khúc luôn ha. Cửa gió điều hòa, hàng ghế sau, rồi có kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao, rộng bậc nhất phân khúc, rồi cảnh báo áp suất lốp, mâm đúc hợp kim, gập gương điện và tĩnh gương điện, đèn xi nhan tính gập trên gương và cruise control, rất nhiều tính năng được tích hợp cho một con xe ở phân khúc A. Rồi nào, nếu mà quý chị nào có nhu cầu mà tư vấn về xe hoặc là bất kỳ thắc mắc về giá xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho quý chị ha.